Hey yo, what's up? Mình là Minh Travel và chào mừng mọi người đã trở lại với series 2 phút thứ 2 hàng tuần. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 3 mẹo edit trong Premiere mà mình đã thực sự ước là mình biết sớm hơn. Những mẹo này chỉ là những thứ cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhỏ thôi, nhưng nó lại giúp ích cho công việc edit của mình rất là nhiều. Let's go! Mẹo đầu tiên đó là khi mà các bạn kích vào cái dấu cộng ở góc phải màn hình này thì chúng ta sẽ xuất hiện rất là nhiều tiện ích. Và nếu mọi người kéo bất cứ tiện ích nào ra ngoài thì mọi người có thể sử dụng nó một cách rất là thuận tiện. Một ví dụ cụ thể đó là hồi xưa mình đã gặp rất là nhiều khó khăn để mà có thể căn giữa cái text này làm sao cho nó chuẩn ở giữa khung hình. Thì với công cụ Snap này, khi mà chúng ta kích vào, nó sẽ ngay lập tức căn giữa text cho mọi người một cách cực kỳ đơn giản và chính xác. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ máy ảnh để chụp ảnh màn hình, để giúp chúng ta có thể làm ảnh thumbnail cho video hoặc chụp lại những cái frame trong video của mình. Tiếp theo thì với công cụ này giúp chúng ta có thể so sánh được hai frame hình. Khi mà mình muốn học hỏi một cái màu sắc đẹp nào đó ở trên mạng thì mình sẽ sử dụng công cụ này để mình so sánh hai frame với nhau. Và sau đó thì mình sẽ bật cái Lumetri Scope lên để mình làm sao kéo được hai màu nó giống nhau nhất. Công cụ thứ hai là cái thanh âm thanh mà chúng ta luôn luôn gặp hàng ngày khi mà edit. Tuy nhiên mình thấy là rất nhiều bạn không bao giờ sử dụng thanh này, khiến cho video đôi khi âm thanh bị quá to, khiến âm thanh bị vỡ, hoặc đôi khi âm thanh nó lại quá nhỏ, khiến cho người xem phải bật hết công suất của loa lên mới có thể nghe được video nói gì. Cái thang âm thanh chuẩn mà mình thường sử dụng đó là nó sẽ dao động từ -9 cho tới -3. Đó, mọi người thấy là âm thanh nó sẽ luôn luôn nhảy trong cái khoảng này. Thì đây sẽ là cái khoảng an toàn để chúng ta có thể có một cái âm thanh tốt nhất. Giả sử khi mà mình tăng âm lượng của video lên 10 dB thì ngay lập tức mọi người sẽ thấy là thanh âm lượng nó bị chạm trần và xuất hiện hai cái vạch đỏ ở đây. Thì khi mà xuất hiện vạch đỏ ở đây nghĩa là âm thanh của chúng ta bị vỡ, và mọi người cần tránh luôn luôn không bao giờ để âm thanh của mình được chạm trần như thế này. Mẹo thứ ba là khi mà mình edit các clip vlog hay làm phim ngắn. Khi mà mình edit những cái vlog như thế này thì sẽ có rất là nhiều file âm thanh tách rời nhau ra. Thì giả sử nếu mà mình muốn chỉnh âm thanh của toàn bộ cái kênh audio 1 này thì đầu tiên mình sẽ vào audio này. Tương ứng với cột đầu tiên này thì nó sẽ cho chúng ta điều chỉnh toàn bộ thanh âm thanh của hàng thứ nhất. Giả sử như ở đây là mình muốn tăng âm lượng tổng thể của toàn bộ lên thì mình sẽ cho hiệu ứng đó là mình sẽ vào đây và mình chọn Amplify. Đó thì mình sẽ tăng toàn bộ nó lên là 20. Thì chỉ cần một cái click thôi là toàn bộ cái âm thanh này nó được tăng lên rồi. Và nếu mà mọi người muốn điều chỉnh cho âm thanh được hay hơn, giọng nói được hay hơn thì mọi người có thể thêm EQ. Đó, ở đây mình đã thêm Parametric Equalizer. Đấy, mình sẽ chỉnh đồ thị âm thanh một chút để giọng nói được hay hơn. Và bên cạnh đó thì mình cũng điều chỉnh cái dynamic để giọng nói của mình nó được vang hơn và nó được rõ ràng hơn. Giả sử nếu mà âm thanh của mọi người bị noise thì chúng ta cũng có thể vào phần noise và chúng ta denoise. Thì với một bước đơn giản thôi là toàn bộ cái thanh âm thanh này của mọi người đã được áp dụng tất cả những hiệu ứng này rồi. Thế nên nó hỗ trợ cho việc edit của mình rất là nhiều. Nhấn like và đăng ký kênh nếu mà bạn thích video này. Và mình mới cho ra mắt một khóa học làm màu video từ A đến Z. Nếu mọi người quan tâm đến quá trình làm sao để có thể làm được màu video đẹp thì có thể đăng ký ở phía link bên dưới nhé.